Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đang đến thăm kênh của Ngọc Ánh. Các bạn ơi, các bạn có khỏe không? Hôm nay Ngọc Ánh sẽ đi thăm một vài chỗ đầu tư bất động sản mà Ngọc Ánh làm chủ. Ngọc Ánh muốn chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm về làm chủ phòng trọ tại Mỹ. Nghề làm chủ phòng trọ tại Mỹ không có dễ dàng. Người mướn nhà không phải là lúc nào cũng trả tiền đúng ngày, hoặc là trả tiền hết trong tháng. Thường thường người Mỹ mà có công việc làm ổn định, có tiền, chút xíu tiền cọc là chính phủ Mỹ cho họ mượn tiền để mua nhà rồi. Những người mướn nhà phần đông là những người mới bắt đầu vào nghề, chưa có đủ tiền, chưa đủ điều kiện để được cho mượn tiền, hoặc là những người di dân từ các nước khác, thu nhập chưa đủ để mua được một căn nhà, làm ngày nào thì sống ngày đó. Ở Florida thì nó có nhiều người từ toàn quốc di dân sang Mỹ theo nhiều diện. Chỉ những người giàu có nhiều tiền mình không có nói, nhưng mà cũng có nhiều người làm những nghề lao động. Họ đi qua nước Mỹ bằng nhiều diện, diện hôn nhân, diện công nhân, đủ thứ diện, thì họ không có nhiều tiền, không có đủ điều kiện, không đủ học thức để làm trong một cái hãng này kia, thì là họ mướn nhà, mướn phòng trọ để họ để dành tiền cho tới khi nào mà họ thạo tiếng Mỹ, họ học thêm được nhiều kiến thức thì họ làm được nhiều tiền hơn. Thì là họ đi học nghề sửa ống nước, họ đi học nghề thợ điện, học nghề thợ hồ, để mà từ thì làm nghề công nhân xây dựng. Thì mới đầu làm thợ hồ thì không có bao nhiêu tiền, nhưng mà làm một năm 6 tháng 7 tháng tùy theo người giỏi, rồi thì cho lên làm một thợ hồ chức cao hơn, rồi làm chút nữa thì làm năm 2 năm thì được cho lên làm quản trị luôn một cái đám thợ hồ đó, rồi thạo tiếng Anh rồi thì họ đi học lấy bằng, hay là bằng thợ điện, bằng thợ hồ. Và trong một cái chương trình xây cất tại Mỹ đó, chương trình của nó lớn lắm, những hãng lớn thì nó có đủ thứ cái group để mà làm này làm kia, làm sơn, làm plaster, làm gắn gỗ, gắn kiến, thì họ sẽ từ từ họ vô đó, thì họ thích cái nào thích họ học, thì xong tương lai rồi thì 2-3 năm rồi họ đủ điều kiện thì mới mua. Thành ra những cái năm đầu của họ là họ cũng vất vả, làm vì đủ ăn thôi. Mà nếu mà giờ tháng đó là cái xe hơi nó bị hư, tại không có tiền mua xe mới, không mua xe cũ, cái xe hơi nó bị hư thì phải sửa $300-400 là sáng đó họ hụt hẫng. Thành ra họ không có đưa tiền hết thì mình cũng phải khi mà không đưa tiền đủ cho mình thì mình phải tìm ra nguyên nhân là tại sao. Nếu mà họ thất nghiệp thì họ không biết kiếm việc làm thì Ngọc Ánh gọi điện thoại cho những người bạn của anh có công trường xây dựng giúp họ kiếm việc làm, thì mình nói là thì có người giờ bạn có mướn không, có chỗ không, thì là khi nào mà làm không việc làm những công trường đó nếu mình quen với chủ thì là chủ nó cũng ưu tiên mướn người mình giới thiệu, không thì họ không có biết, họ không biết chỗ nào, không có khi họ mới qua thì họ không biết ở đâu, họ không biết lái xe ở đâu, thì là mình phải sắp đặt cái chương trình mà để họ cùng nhau mà họ mướn một người cũng làm chỗ đó, rồi cùng nhau lái xe, cùng nhau chở đi để mà chia tiền xăng. Thì mình sắp đặt cho mình giúp cho họ những cái người lớn tuổi mà bệnh đó, rồi không có biết cách nào để xin trợ cấp bệnh này kia, thì mình cũng điền đơn rồi cho họ. Thành ra mình làm chủ nhà mình cũng như là social worker, là mình cũng là người giúp đỡ giúp đỡ cho những người đó. Rồi có những cái bà cụ nhà, những người lớn tuổi đó, thường những người lớn tuổi ở đây đó mà con của họ
ở xa hoặc là không có cho họ ở chung được thì họ có tiền tiền già đó bạn, thì họ ở chung nhau và hai bà cụ gì đó mướn một cái phòng ở chung nhau để mà đỡ được tiền ở, rồi hai người cùng giúp đỡ lẫn nhau này kia, thì mình có mấy những cái phòng trọ cho mấy bà cụ già đó, thì là một tuần hai lần thì mình sắp xếp để mà mình chở mấy bà cụ đó tới chỗ siêu thị để mấy bà mua hàng, thì có những cái chỗ phòng trọ mình nó gần cái đường xe buýt thì mấy bà đi, nhưng mà khi bà đi leo xuống xe buýt cũng khổ đó, thì là hai chồng sắp đặt để mà chở mấy bà đó. Thành ra mình mới cho mấy phòng trọ không có phải là mình chỉ là tới lấy tiền rồi xong thôi bạn, mình tạo ra giống như là một cái gia đình, mình tạo ra cho những người mà mới phòng trọ mà cô đơn đó, họ không có nghĩ là họ cô đơn trên cái đường đời này, họ mới từ xứ khác qua đó, thì họ cũng muốn có bạn bè, cũng có giúp đỡ, thì mình chủ phòng trọ mình cũng chỉ đường chỉ xá cho họ cách nào đi xin việc làm, cách nào để mà có xe để mà đón đường xe buýt chỗ nào mua giấy xe buýt làm sao mình chỉ đó. Rồi có khi là họ thì có những khi là họ buồn đó bạn, rồi họ điện thoại mình họ nói chuyện để cho chia sẻ cái buồn, thì mình bận lắm, nhưng bây giờ vừa nấu cơm mà cái tai điện thoại để đây rồi nghe bà cụ tâm tình bà buồn quá này kia, rồi thì mình cũng là nói chuyện cho bà vui ha, mình làm vậy đó. Rồi lấy body này thì mình đưa chút xíu tiền cho mấy anh ở chỗ nhà phòng trọ mình đó, thì mấy anh mua thịt mua gì đó rồi mấy anh nướng lên này kia, nướng bắp nướng này kia để mà trong cho đó họ có cái sinh hoạt cộng đồng, thì mình mua cái đó rồi họ nấu thêm món này món kia, họ gồm vô, còn món chánh là thịt đó với lại bắp đó, thì mình hamburger này đó thì mình cho thịt gà này cái thì mình mua cho thì mua để những cái lễ vậy đó, Noel đó, lễ Christmas đó, thì mình cũng trang trí cái chỗ của những dãy phòng trọ của mình, rồi mình cũng cái họ mình đưa mua mấy con gà turkey, còn con gà đó, rồi mình những cái nhà nào mà thấy đơn thân không có tiền, chồng thất nghiệp hay gì đó thì mình cho con gà, rồi tự họ mình cho mấy con gà tự họ nấu nướng, họ chia sẻ với nhau để mình tạo cái tình đó. Thành ra cái mình muốn, thành ra mình cho mướn nhà thành công lắm á, thì mấy người ở kế bên họ cho mướn nhà, họ làm bộ ta đây là chủ, mày là người nghèo này kia đó, thì là nó ghét thì cái môi trường nó không có vui, mà có khi nó còn phá nhà mình á. Còn chỗ mình thì không có cái đó, nếu mà ngày nào mà không đủ tiền trả mình nữa, họ thất nghiệp á, thì giống anh làm công trường thất nghiệp á, thì mình kiếm công việc cho công ty chờ đợi kiếm việc làm, thì mình nói ảnh thôi bây giờ anh qua anh sơn cái phòng trọ này cho tôi đi ha, thì tôi trừ vô cái tiền phòng trọ này, tôi khỏi có phải làm giấy mời anh ra là đuổi ra, thì mình kiếm chuyện cho ảnh để ảnh sơn mấy phòng trọ, ảnh sửa chữa phòng trọ này cho mình, ảnh sửa chữa phòng nọ kia, mình kiếm công chuyện trong những phòng trọ của mình để cho ảnh làm, để ảnh trong khi anh chờ đợi mà đi kiếm việc làm, thì mình cũng giúp đỡ như vậy đó. Thành ra họ thương lắm cái đó, thì rồi ít khi mà mình phải đuổi người ta lắm, khi mà người ta không có tiền thì mình tìm hiểu tại sao mà tự nhiên bây giờ tháng này không có tiền, mình tìm hiểu ra nếu mà con họ đau mà họ cần không đi làm được một tuần, coi con họ thiếu hụt hẳn thì mình kiếm việc làm nào phụ cho người đó đi làm về đó, thì sắp đặt cái vườn cắt cỏ được cho mình để mà bù vô cái đó, thì họ thấy là mình cũng có tình cảm, thấy không? Thì coi như là mình cũng coi như gia đình, thì phần đông là họ là người từ Cuba, là từ Venezuela, là mới qua thì chưa có đủ điều kiện để mà mua nhà, chưa có điều kiện để có công việc. Có nhiều họ hay lắm bạn, họ mới qua đó họ đi làm công nhân hút rác á, và xong rồi cái họ đi học làm thợ, khi họ xạo được tiếng Anh rồi đó thì họ đi học làm thợ điện, thợ sửa ống nước này kia, là họ cũng sau này họ còn họ đi làm cho mấy cái hãng, rồi xong rồi thạo nữa đó, thì họ mở tự hãng của họ, là làm hãng sửa ống nước, hãng gắn ống nước,
thì ở Mỹ là nó có đủ sinh nghiệp, đủ thứ chuyện hết đó. Ví dụ là mang người họ mới ra họ làm bồi bàn, rồi họ học cái cách mà quản lý khách sạn, cái quản lý bồi bàn, thì ông chủ khách, ông chủ tiệm ăn ông cho lên làm chức coi bồi bàn đó. Là mình chia sẻ các bạn về những một trong vài những chuyện mà làm chủ nhà. Chào các bạn, là để mình đi quay cái quay mấy nhà cho mấy cái dãy phòng trọ ở Mỹ cho bạn coi.